Từ thành phố Hí Tân, chúng tôi và Đặng Cú Việt xin trân trọng kính chào quý khán giả của Người Việt Channel. Và thưa quý vị, hôm nay là thứ Bảy, ngày 14 tháng 1 năm 2023. Chúng tôi và Đặng Cú Việt xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an bên gia đình và người thân, và sẵn sàng để chuẩn bị đón Tết sắp tới. Chào Đặng Cú Việt. Chào Hoàng Bách và chào tất cả khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa quý khán giả, ngày hôm nay thì trước khi mà vào chương trình thì chúng tôi cũng muốn xin gửi đến quý vị một vài cái tin tức nó hơi đặc biệt, tóm tắt lại thôi. Thứ nhất là Thủ tướng Anh, ông Sunak, ông vừa tuyên bố đó là ông sẽ gửi tới một số xe tăng để viện trợ cho Ukraine, đẩy quân của Nga ra. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết là cái lực lượng của Ukraine đã đụng độ với cái lực lượng của Wagner, tức là lực lượng bất quân sự đó, ở thành phố Selenda. Mà trước đây đó thì quân của Wagner, tức là bắn quân sự của Nga đó, họ cái ông tuyên bố là ông đã chiếm được đó rồi, và ông lập công là ông cái đây là gần như là quân đội bắn quân sự của ông thôi chứ không có quân đội của Nga. Nhưng mà Bộ Quốc phòng của Nga phủ nhận về vấn đề này, thì Bộ Quốc phòng Nga thì cho biết là thành phố Selenda đó là có sự tham dự của quân nhả dù của Nga nữa. Thì chúng ta thấy rõ ràng là qua cái sự kiện này dường như có cái sự mâu thuẫn. Và ngày hôm nay thì máy bay không người lái của Ukraine đã bay qua, và họ cho biết là cái quân đội ở của Nga đó, bắn quân sự Wagner nó nằm đâu, cho nên họ tấn công. Và họ có chiếu một cái đoạn video rõ ràng là ở trên đó là còn giao tranh rất là ác liệt, nhưng mà quân đội Wagner đã bị thiệt hại rất là nặng nề. Đó là cái tin mà chúng ta muốn gửi đến quý vị. Thưa quý khán giả, thì tối cao pháp viện của chính phủ Brazil ngày hôm qua cũng thông báo cho biết á, là cái cuộc biểu tình vào ngày 8 tháng 1 năm 2023 mới xảy ra đó, thì đây là họ sẽ cho khởi kiện để mà điều tra về cái cuộc bạo loạn này có ai là chủ lực. Nhưng mà trong đó người ta cho rằng là ông Bolsonaro là cái người gần như là đã phổ biến hay là cổ võ cho cái vấn đề này. Mặc dù thì hiện tại anh biết là ông Naro đó đang ở Florida, ở Orlando, và cái người mà cái bộ trưởng bộ tư pháp của ông là ông Ford, thì ông này cũng đang ở Florida. Người ta bây giờ thì họ truy tố ông này và có thể bắt ông này, ông Anderson Ford. Ông này đó là làm bộ trưởng bộ tư pháp, nhưng mà ông rời Brazil trước đó 2 ngày, tức là ngày 30 ông đi, thì cái ngày mùng 1 là cái ngày nhận chức. Thì họ cho rằng là ông này có một đoạn video cũng như là ông Bolsonaro đó, thì sau cái ngày bạo loạn ngày 8 tháng 1, từ ngày mùng 10 đó, ngày 10, 10, 10 mùng 9 đó, ông có phổ biến một cái trên cái Facebook đó, thì ông cổ võ gần như ông tán đồng cho cái ngày này, và ông cho rằng là tối cao pháp viện đó gần như là đi với ông Lula, mà không có cuộc bầu cử đó là không có chính xác, cho nên người ta dựa vào cái yếu tố này mà họ sẽ truy tố ông Bolsonaro. Thưa anh và thưa quý thính giả, đó là sự kiện mà xảy ra ở Brazil. Bởi vì cái sự kiện này nó xảy ra cũng khá quan trọng, bởi vì dân chúng biểu tình mà bây giờ đó, theo chính phủ của Brazil cho biết đó, là đã bắt trên 1.500 người bạo loạn trong ngày biểu tình. Bởi vì cái ngày bạo loạn đó là họ tấn công vào phủ tổng thống, tấn công vào tối cao pháp viện, tấn công vào quốc hội, giống y như là cái sự kiện xảy ra ở bên nhà Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1, nhưng mà họ không tấn công vào tối cao pháp viện thôi, chỉ tấn công vào quốc hội thôi. Thì các quốc gia họ đang lên tiếng, và họ cũng gần như là cái binh vực ông Lula. Cái lý do đó mà tổng thống Joe Biden sau cái vụ mà bạo loạn đó, thì ông có điện thoại với ông Lula, và ông sẽ mời ông Lula tham Hoa Kỳ vào đầu tháng 2. Đó là những sự kiện mà đang xảy ra, thì chúng ta thấy như vậy đó. Và còn thêm một cái điểm nữa đó, anh Đặng Quốc Việt cũng biết đó, là Ủy ban điều tra ngày 6 tháng 1 của Hoa Kỳ là ông Thompson đó, thì ông có liên lạc với chính phủ của ông Lula để mà họ giúp đỡ về cách điều tra. Qua thử ông Bolsonaro đó là có liên hệ và có kích động hay là có những cái dấu hiệu gì không, thì khi mà họ lục soát ở nhà của ông tố cáo pháp viện Anderson Torres
thì họ có một số tài liệu cho thấy là cổ võ cho cái cuộc bạo loạn, nhưng mà họ không nói rõ bởi vì cái tài liệu đó không có ký tên cho nên họ chưa biết, và có lẽ trong những tháng ngày tới thì họ điều tra. Bởi vì cái chính phủ Brazil đó được thế giới khi mà tấn công như vậy, họ cho rằng là đã tấn công nhằm lật đổ một cái thể chế dân chủ tại Brazil. Thì đó là những cái dấu hiệu mà chúng ta thấy cái sự kiện mà đang xảy ra. Thưa anh Đặng Quốc Việt, ngày hôm qua anh em mình nói chuyện thì ngày hôm qua Tổng thống Hoa Kỳ là Joe Biden đã tiếp xúc ông Kishida, tức là thủ tướng của Nhật, sau ông đi một vòng thăm các nước ở trong G7. Ông thăm Pháp, thăm Ý, rồi thăm Anh và Canada, và sau cùng là tới thăm Tổng thống Joe Biden tòa Bạch Ốc. Thì qua các cái sự kiện này cũng như ông đi một vòng của ông Kishida đó, anh có nhận định gì về vấn đề đưa tình hình của thế giới và đặc biệt là Nhật gần như là cái đầu tàu để đưa ra cái vấn đề này, thưa anh? Vâng, thưa anh có trình bày một số những cái tin tức liên quan đến cái tình hình chung mới nhất đó. Thì tôi thấy rằng là cái tình hình của thế giới ngày hôm nay đó, nó hình như có một khuynh hướng của một số người muốn trở thành vấn đồng cho một thể chế độc tài. Đây là cái điều mà nguy hiểm cho cái nền dân chủ của mà Hoa Kỳ là một trong những cái quốc gia đứng đầu trong cái lĩnh vực này. Thì không riêng gì Brazil mà một số nơi khác mình cũng thấy cái hiện tượng như vậy xảy ra, và nó muốn coi như là làm giảm bớt cái nền dân chủ và tấn công vào cái nền dân chủ, thì đó là cái điều nguy hiểm của cái thế kỷ 21 này. Và từ đó chúng ta thấy một cái hình cái đối cực giữa cái dân chủ và độc tài nó càng ngày càng rõ nét hơn trong cái thời gian vừa qua, và đang còn có những cái nét càng ngày càng rõ hơn nữa trong cái cuộc đối đầu giữa dân chủ và độc tài. Thì qua cái việc này đó thì chúng ta thấy là cái tình hình thế giới càng ngày càng chuyển động, và sự kiện mà thủ tướng Nhật Fumio Kishida mà đi một vòng để công du tới các quốc gia công nghệ trong nhóm G7 á, nó là một cái hiện tượng khá đặc biệt. Và cái lý do tại sao mà Thủ tướng Nhật lại đi một vòng như thế này trong cái bối cảnh hiện giờ nó đang có những cái căng thẳng và đối đầu giữa những cái gọi là thế lực độc tài và bành trướng đối với cái nền dân chủ toàn thế giới, và đặc biệt về an ninh ở trong các khu vực châu Á cũng như là các khu vực ở Đông Âu hiện giờ. Thì thưa anh, trước hết là mình phải nói cái nguyên nhân thứ nhất, ông ấy là chủ tịch, đang là chủ tịch của G7, và cái hội nghị thượng đỉnh G7 sẽ được tổ chức tại Nhật vào tháng 5 năm nay, và đây là cái chuyến đi mà ông muốn có một cái sự dàn xếp, sự cổ động để mà có thể tổ chức một cái hội nghị G7 thành công do Nhật là chủ tịch của cái khối G7 này. Vấn đề thứ hai á, có lẽ là nó là nòng cốt nhất. Với cái tư cách là chủ tịch, ông đi đến các quốc gia G7, nhưng mà người ta nhìn thấy rõ là trong cái chuyến đi này đó, trước khi mà mình nói là ông đã đạt được những thành công gì trong chuyến đi này, và phản ứng của cái phía mà có thể gọi là đối đầu như thế nào á, thì chúng ta phải nói là cái nguyên nhân tại sao ông phải đi. Thì chúng ta biết đó là trong cái thời gian 1-2 năm vừa qua đó, thì cái sự bành trướng của Trung Quốc ở trên cái lĩnh vực về quân sự rất là mạnh mẽ, và sự trỗi dậy như vậy nó đang đe dọa đến nền an ninh. Và Trung Quốc và Nhật trước đây chúng ta thấy trong các gì mà thủ tướng cách đây vài năm đó, thì cái tình hình nó không có đến độ căng thẳng, nhưng mà càng ngày thì cái tình hình đối đầu giữa Nhật và Trung Quốc càng ngày càng căng thẳng, và đặc biệt với thời của thủ tướng Fumio Kishida này đó, thì chúng ta thấy rõ là nó càng gia tăng hơn. Vấn đề là cái sự đe dọa của Trung Quốc ở tại eo biển Đài Loan trong cái việc mà có thể tấn công Đài Loan, và khi mà nếu mà Trung Quốc chiếm được Đài Loan thì đây là một sự đe dọa rất lớn đối với Nhật Bản. Và cái điều này mà chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua Trung Quốc đã
liên tục tập trận lớn ở tại eo biển Đài Loan, bắn đạn thật, và có từng lúc đã lên tới 71 chuyến đầu cơ, cũng như là drone xâm nhập vào vùng nhân dân phòng không của Đài Loan. Và người ta nghĩ rằng đây cũng là một hình thức giống như là hăm dọa, đe dọa để tấn công Đài Loan, cũng như là người ta nghĩ là có thể Trung Quốc đang có một cái dự trù là phong tỏa Đài Loan. Nếu cái chuyện này xảy ra thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn. Và nếu mà Trung Quốc tấn công vào Đài Loan như một số cái dự báo của các cái chính trị gia hiện giờ, kể cả các cái vị tướng lãnh của Hoa Kỳ, là Trung Quốc có thể tấn công vào Đài Loan năm 2023 này đó, thì nếu sự kiện này mà xảy ra mà thành công thì nó đe dọa rất trực tiếp đến cái nền an ninh của Nhật Bản. Vấn đề thứ hai đó là chúng ta thấy là cái sự liên minh Nga Trung trong cái thời gian vừa qua càng ngày càng siết sao hơn, cùng phối hợp với Bắc Hàn trong cái liên minh của các cái lực lượng độc tài. Và Nga và Trung Quốc trong thời gian vừa qua đã có những cái tập trận liên hoàn giữa phối hợp giữa hai cái hải lực của Nga và Trung Quốc, và nó đe dọa đến những cái đảo mà của Nhật hiện giờ đang còn thuộc về Nhật, như là đảo Điếu Ngư. Và chúng ta biết là trong cái thời gian vừa qua thì ngay cả Trung Quốc cũng đã rất nhiều lần xâm nhập vào cái vùng lãnh hải của Nhật Bản quanh cái đảo Điếu Ngư, và không những là tàu mà kể cả máy bay nữa. Thì những cái đó nó đang là một cái đe dọa rất là lớn đối với Nhật, trong khi là chúng ta biết ở Nhật trong một cái nhiều thập niên với cái chủ trương của hòa bình, và họ không có sẵn sàng chuẩn bị cho một cái lực lượng quân đội để đối đầu với một cái tình trạng như vậy. Và những cái sự kiện giống như Nga xâm lấn Ukraine nó cũng đã làm cho Nhật cũng phải quan tâm về cái sự kiện là Trung Quốc có thể tấn công đảo Điếu Ngư, chiếm đảo Điếu Ngư, để đặt một sự kiện đã rồi, mà trong lúc này thì cái lực lượng của Nhật để đối đầu lại nó chưa đủ để đối đầu lại với Trung Quốc, và ngay cả với những cái đe dọa của Nga ở những cái hòn đảo mà đang tranh chấp giữa Nga và Nhật Bản nữa, thì đó là những cái đe dọa. Ngoài ra chúng ta thấy Bắc Hàn với một cái loạt cái tập trận liên tục về những bắn đầu đạn hóa tiễn, cũng như là đe dọa là dự trù sẽ có những cái buổi thử bom nguyên tử nữa. Và cái phát triển của Đại Hàn trong cái tên lửa và cũng đã hóa tiễn ngang qua lãnh thổ của Nhật Bản và rớt ở ngoài lãnh hải của Nhật Bản, thì tất cả những cái đó nó đang đe dọa đến cái an ninh của Nhật Bản rất là nhiều. Và chính vì vậy mà cái chuyến đi này của ông thủ tướng Nhật nó mang một cái tính cách phòng thủ cho Nhật Bản trong cái thời gian sắp tới. Thì cái chuyến đi trước khi mình nói đến cái chuyện mà ông tới Tòa Bạch Ốc, thì chúng ta phải đến nói là ông đã đi qua các cái quốc gia như là Pháp và Anh, và đặc biệt là Anh đã ký một cái hiệp ước quân quốc phòng đối với Anh. Ở đây là lần đầu tiên là Nhật có một cái liên minh quốc phòng đối với Anh, với sự cho phép lực lượng hai bên đều có thể hoạt động trên cái lãnh thổ của hai quốc gia. Thì cái điều này nó cũng là một cái điều đặc biệt, bởi vì Anh nó là một cái đồng minh then chốt của Hoa Kỳ. Và trong cái bối cảnh mà chúng ta đã thấy cái là cái tứ giác kim cương đó, thì có Nhật, Mỹ, và Nhật, Mỹ, Úc và Ấn Độ, thì ngoài ra thì chúng ta còn có cái hiệp ước của AUKUS mà giữa Mỹ, Anh và Úc nữa. Thì ngày hôm nay lại có một cái thỏa hiệp về quốc phòng giữa Anh và Nhật nữa, thì nó càng thấy cái sự gia tăng liên kết rất là nhiều. Và trong cái hiệp ước đó đó giữa Anh và Nhật đó, thì
cả hai quốc gia đều đặt trọng tâm vào vấn đề nổi dậy của Trung Quốc, sự nguy hiểm của Trung Quốc. Thì đó là những cái điều mà chúng ta thấy là trong cái chuyến đi đến quốc gia G7. Nhưng mà khi mà đến Hoa Kỳ á, thì đây là một cái sự kiện rất là quan trọng, bởi vì Mỹ và Nhật là hai cái quốc gia mà có những cái sự mà liên kết khá chặt chẽ trong thời gian vừa qua, và sự nâng cấp gấp đôi cái chi phí quốc phòng của Nhật Bản dự trù là 2% GDP, nó đã là một cái quyết định mà Tổng thống Joe Biden rất là hoan hô về cái quyết định này, bởi vì nó sẽ làm cho cái sự sức mạnh của Nhật gia tăng. Và trong cái sự hợp tác đó thì Tổng thống Joe Biden gọi là đây là cái thời khắc đáng chú ý trong cái liên minh Mỹ Nhật, và cho biết hai quốc gia chưa bao giờ thân thiết hơn thế nữa, hơn như thế, và cho biết Mỹ sẽ dốc lòng với cái liên minh này. Thì đây là một sự cam kết rất là quan trọng của Hoa Kỳ đối với Nhật trong cái bối cảnh tình hình hiện giờ. Thì thưa anh, cái tình hình như vậy, và cái điều mà chúng ta thấy là trong cái sự kiện mà khi mà Bắc Hàn xâm nhập lãnh thổ của Nam Hàn qua những cái khu, và cái không hệ thống phòng không của Nam Hàn đã không thể hạ được bốn cái khu đó, nó nói lên một cái điều là nếu mà mình không tự chủ, không tự trang bị cho mình và chỉ ý lại vào Hoa Kỳ, chẳng hạn như là Hàn Quốc hoặc là Nhật Bản, là rất ý lại vào Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy cái điều đó nó đã có một cái chứng minh cụ thể là cái drone của Bắc Hàn bay vào gần cả cái tòa Thủ nhà tổng đô. thống Nam Hàn mà vẫn không hạ được, thì cái đó là một sự đe dọa rất lớn. Và chính vì vậy Nhật và Nam Hàn đã nhìn thấy rõ là cái không thể có thể cứ bắt Hoa Kỳ bảo vệ mãi mà mình không tự trang bị cho mình. Thì đây là một cái biến chuyển lớn, và biến chuyển này nó sẽ ảnh hưởng rất lớn trên cái cuộc chiến ở tại châu Á Thái Bình Dương. Thì đó là cái điều mà tôi xin trình bày tổng quát một số nhất định như vậy, không biết anh Bách nghĩ như thế nào. Dạ vâng, chúng tôi cũng đi thêm một cùng với anh Đặng Quốc Việt đó, thì chúng ta biết là sau đệ nhị thế chiến, tức là kết thúc đó, thì nước Nhật gần như là dùng cái dù về an ninh của Hoa Kỳ. Anh biết rằng cái hiến pháp của Nhật đó, là cái lực lượng có bảo vệ thôi, bảo vệ phòng thủ chứ họ không có lực lượng tấn công, kể cả tàu bè rồi hầu hết không có. Và cái lực lượng mà quân đội có đó là để phòng thủ thôi, tức là để dự bị. Và kể từ khi mà đệ nhị thế chiến tới gần đây, thì chúng ta biết ông Shinzo Abe đó là thủ tướng mà mới vừa qua đời, người ta nói ông là kiến trúc sư, có thể nói rằng cuối thế kỷ 20 và đầu thế kỷ 21 là một người sau đệ nhị thế chiến có một cái tài khả năng, có cái tầm nhìn chiến lược, đó là ông Shinzo Abe. Và anh biết cái chiến lược mà Ấn Độ Thái Bình Dương đó là mặc dù Mỹ đưa ra nhưng mà cái sáng kiến đó là của ông Shinzo Abe. Và người Nhật đã khử và người Nhật đã nhìn thấy cái tầm quan trọng của Trung Cộng khi mà họ thành lập những cái ở Hoàng Sa, Trường Sa, những cái chiến khu gần như là những cái tiền đồ về quân sự đó, thì Nhật đã e ngại rồi. Chúng ta phân tích cái chỗ này để thấy này. Nước Nhật là một cái nền kinh tế thứ ba trên thế giới. Rồi trước đây, thì cái nền kinh tế này nó lệ thuộc vào cái trục lộ giao thông hàng hải ở trên biển Đông và biển gần như là của eo biển Đài Loan, tức là họ đi qua cái trục lộ đó. Mà bây giờ nếu mà để cho Trung Cộng họ 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 cô lập đó, họ tấn công Đài Loan đó, thì coi như Nhật đã bị kẹt hay là bị sa vào cái vấn đề là kinh tế của Nhật sẽ gặp khó khăn. Họ kiểm soát được eo biển Đài Loan thì họ có thể đe dọa cái nền an ninh của Nhật. Do đó mà Nhật khi sau khi mà cựu thủ tướng Shinzo Abe qua đời rồi đó, thì ông Kishida là người kế thừa, thì cho biết là những cái vấn đề này nó rất là quan trọng. Bởi vì khi mà ông Tập Cận Bình ông đọc cái bài diễn văn do kết thúc cái hội nghị lần thứ 20 đó, thì ông nói là ông sẽ thống nhất Đài Loan. Nếu mà không thống nhất trong hòa bình thì sẵn sàng dùng vũ lực để tấn công, để mà thôn tính Đài Loan, để mà thống nhất. Thì cái điều này nó làm cho Nhật cũng như là Hoa Kỳ đó, nếu mà anh dùng vũ lực để anh tấn công đó thì chắc chắn là
Hoa Kỳ và Nhật sẽ can thiệp vào cái cuộc chiến này, sẽ nhập cuộc với Đài Loan. Đó anh thấy đó là cái vấn đề đó tầm quan trọng của họ. Và gần đây đó anh thấy tại sao Nhật đóng vai trò quan trọng. Nhật có thể nói Nhật Nam Hàn là NATO của Mỹ ở Đông Nam Á. Bởi vì cái NATO bên Âu Châu đó anh thấy nó yên được. Yên là vì sao? Qua cái cuộc chiến ở Ukraine, cái khối NATO đó và EU họ chưa có lúc nào họ đoàn kết từ sau đệ nhị thế chiến tới giờ. Họ đoàn kết, họ đi từng bước mà rất là nhịp nhàng. Ví dụ như Mỹ viện trợ xe tăng thì Anh và Đức, bây giờ Đức đó vừa mới thông báo sẽ viện viện trợ xe tăng và vũ khí, và Anh chúng tôi vừa nêu đó là Anh cũng như là Ba Lan họ sẵn sàng cung cấp vũ khí gọi là cái xe tăng tối tăng của Ba Lan cho Ukraine. Cái điều đó anh bên NATO, bên Âu Châu thì anh yên chí rồi. Nhưng mà bên Á Châu thì còn ai? Chỉ có Nhật, Nhật, Nam Hàn và Đài Loan là những cái quốc gia nằm cốt, có thể nói là đây là bắn NATO tại Đông Nam Á. Vì vậy Nhật họ cũng phải lo phòng thủ của họ. Bởi vì trước đây họ dùng cái dù của Mỹ và bây giờ họ tăng cái ngân sách quốc phòng lên đó 320 tỷ. Đó là ngân sách quốc phòng lớn nhất trên thế giới, nghĩa là sao chỉ sau Mỹ và Trung Quốc mà thôi, tức là đứng thứ ba đó, rất là quan trọng. Cho nên họ phải phòng thủ, như anh nói đó, không ai cứu mình bằng chính mình, bởi vì nếu mà mình nhờ người ngoài thì không không được. Do đó mà cái ngân sách quốc phòng tăng lên thì tổng thống Joe Biden ông rất là hoan nghênh về cái chuyện này. Và khi mà ông thủ tướng Nhật Kishida ông đi tới các nước ở bên Âu Châu rồi qua Canada ra rồi tới Mỹ đó, thì anh thấy rõ ràng là ông đi một vòng này để củng cố cái lực lượng. Nhật cũng rút kinh nghiệm, không thể đơn phương để chiến đấu với Trung Cộng được, mà phải nhờ tới đồng minh. Thì sau khi mà tiếp xúc với tổng thống Joe Biden, nói chuyện với tổng thống Joe Biden trên 2 tiếng đồng hồ, thì ít giờ sau ông có tới phát biểu ở đại học John Hopkins, là một cái đại học nổi tiếng của Mỹ nữa, thì ông có nói là chúng ta không thể để cho một số người đơn phương mà củng cố cái lực lượng và thay đổi cái nguyên trạng trên thế giới và nguyên trạng ở Đông Nam Á, mà chúng ta phải chuẩn bị. Cái điều đó nói là gì? Ông không nhắc lên tới Trung Cộng, nhưng mà rõ ràng là Trung Cộng muốn thay đổi cái nguyên trạng. Mà thay đổi cái nguyên trạng thì gây ra sự xáo trộn, mà xáo trộn với vùng xáo trộn với các nước Đông Nam Á, tức là xáo trộn với cái trật tự của thế giới, nền an ninh của thế giới và kinh tế của thế giới. Cho nên nó rất là quan trọng. Ông cũng cảnh cáo là không, chúng ta không để cho họ đơn phương mà thay đổi nguyên trạng. Cái điều đó anh thấy là ông cảnh cáo rồi, thì cái điều đó cho thấy đi một vòng anh Việt đó cần phải mổ xẻ thêm cái điểm này nữa, là trước khi tổng thủ tướng Nhật Kishida tới gặp tổng thống Joe Biden vào ngày 13, thì ngày 11 có cái cuộc họp là 2+2, tức là Bộ trưởng Quốc phòng của Mỹ và Bộ trưởng Ngoại giao của Mỹ gặp Bộ trưởng Quốc phòng của Nhật và Bộ Ngoại giao của Nhật. Cái điều này nó rất là quan trọng. Anh có thể đi chia sẻ về cái điểm này, bởi vì chuẩn bị cho cái kế hoạch gặp Tổng thống Joe Biden và ông Kishida nói, thì bên Ngoại giao và Quốc phòng họ có chuẩn bị cái kế hoạch và họ nói rõ ràng là họ phải liên minh với nhau. Có thể Trung Cộng có thể tấn công bất cứ lúc nào qua cái bài học mà chúng ta thấy là đâu có ngờ là ở thế kỷ 21 rồi mà Nga đi xâm lăng một nước nhỏ. Nga có cái dân số là 146 triệu người với cái diện tích là gần tới 17 triệu km vuông trên thế giới. 17 triệu là một quốc gia lớn trên thế giới mà là tấn công một nước đâu có 43 triệu dân. Anh thấy vô lý không? Mà họ có nghĩa là họ là cường quốc số 2 trên thế giới mà họ tấn công, thì không ai có thể ngờ được. Cho nên chính vì vậy mà Bắc Kinh có thể tấn công bất cứ lúc nào. Khi mà cái nội tình ở trong nước gặp khó khăn thì họ có thể tấn công để họ đưa cái người dân quan tâm tới, không quan tâm tới cái vấn đề nội tình của Trung Quốc nữa, mà họ là tấn công là lo bảo vệ đất nước. Đó là cái đòn mà do đó người ta nói rằng không biết là Bắc Kinh sẽ tấn công vào lúc nào. Chính ông tướng Matt Master đó, mà trước đây có thời kỳ làm cố vấn cho tòa Bạch Ốc dưới thời của ông Trump đó, thì ông có cảnh báo là chúng ta không biết, bởi vì Trung Cộng đó nó họ có thể tấn công bất cứ lúc nào. Ai đâu có ngờ là Nga tấn công Ukraine. Vậy mà bây giờ họ tấn công, vậy thì cái bài học của Ukraine đó có làm cho Trung Quốc chùn bước là không thì chúng ta chưa biết. Nhưng mà họ theo dõi cái cuộc chiến
giữa Nga xâm đang Ukraine, họ theo dõi từng ly từng tí để họ rút ra cái kinh nghiệm này. Vì vậy mà Nhật và khối đồng minh, hay là như anh nói đó, là chế độ dân chủ hay là có quốc gia dân chủ phải đương đầu với có cái chế độ độc tài. Mời anh. Vâng, thưa anh, thì khi mà anh phân tích những cái điểm mà liên quan đến một cái chuyến đi của Thủ tướng Nhật đó, thì cái điều mà có lẽ là mọi người đều quan tâm đó là cái chuyến đi này đó, nó tất cả nó như là một cái mạng lưới, và cái mạng lưới này nó tạo nên một cái sự bao vây Trung Quốc và cô lập Trung Quốc, để mà làm thế nào Trung Quốc không thể trở thành một cái quốc gia mà gây nên những cái nguy hiểm cho thế giới nói chung và cho vùng Đông Á nói riêng. Thì đây là cái điểm, từ cái việc mà Nhật muốn gia tăng chi phí quốc phòng, từ cái việc mà Thủ tướng Nhật cùng với Anh ký cái hiệp ước quân sự, cũng như là cái sự viếng thăm tới Hoa Thị Lốn này, ông không phải chỉ có gặp riêng Tổng thống Joe Biden, mà như anh đã phải trình bày 2+2, và đặc biệt cũng đã gặp bà Phó Tổng thống Harris. Và cái điều này nó gia tăng cái sự mà liên kết giữa Nhật và Hoa Kỳ. Và trong cái bối cảnh như vậy đó, rõ ràng là Trung Quốc đang có những cái tính toán bỏ cái sự kiện mà có thể tấn công Đài Loan hay không, thì nó nằm trong một số cái yếu tố liên quan đến cái tình hình thế giới và tình hình của Hoa Kỳ. Nếu ngoài những cái điều kiện mà thấy rằng Hoa Kỳ có thể bị cản trở ở mặt trận ở Đông Âu, hay là Hoa Kỳ bị cản trở bởi những cái nội tình của Hoa Kỳ và cái sự chuẩn bị của các cái quốc gia liên minh đối với Hoa Kỳ ở tại châu Á Thái Bình Dương chưa được vững vàng, thì Trung Quốc có thể tung ra một cái trận chiến nhanh chóng để thanh toán Đài Loan. Và cái điều đó nó gây bất lợi rất lớn cho Nhật Bản. Và chính vì vậy chúng ta thấy là trong cái thời gian vừa qua, bên phía Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia của Âu Châu có những cái hoạt động không những ở Đông Âu mà còn có những hoạt động ở vùng châu Á Thái Bình Dương nữa. Cái sự kiện mà Anh, Nhật và Ý hợp tác để phát triển một loại máy bay chiến đấu thế hệ mới, đây là một cái hợp tác quốc phòng giữa Nhật và Âu Châu lớn nhất từ trước đến nay. Và sự kiện này đó, nó giúp cho cái sự cái liên minh giữa, không những liên minh giữa Nhật và Hoa Kỳ, mà cái liên minh giữa Nhật và khối Âu Châu nữa càng ngày càng gia tăng. Và cái điều này nó làm cho Trung Quốc, đặt Trung Quốc ở trong cái thế mà họ không thể ngồi yên. Và chính vì vậy mà cái sự gia tăng của họ đối với liên minh với Nga càng ngày càng siết chặt hơn. Và Bắc Hàn, sở dĩ mà có những cái động thái mà chúng ta thấy gia tăng những cái cuộc bắn các cái hỏa tiễn, hoặc là chuẩn bị thử bom nguyên tử và xâm nhập lãnh thổ Nam Hàn, là bởi vì đây là cũng là cái chiến lược mà Trung Quốc muốn tạo sự bất ổn tại bán đảo Triều Tiên và kéo giãn Hoa Kỳ ra trong một cái trận thế giữa khắp nơi trên thế giới như vậy, thì để tạo cái cơ hội cho Trung Quốc phá được cái sự kiềm tỏa của các quốc gia Tây phương. Chính vì cái điểm này mà chúng ta thấy là cái chuyến đi của ông Thủ tướng Nhật nó mang một tính chất rất quan trọng, không những chỉ do ở tại phòng thủ của Nhật Bản, mà nó giúp cho cái sự gia tăng cái sự phòng thủ ở tại châu Á Thái Bình Dương. Và trong cái phòng thủ này đó, thì một trong những cái điều mà chúng ta thấy là ở Biển Đông. Cái Biển Đông á, là Trung Quốc và Hoa Kỳ đang có những cái căng thẳng lớn, nhất là sau cái vụ mà hai cái máy bay của Trung Quốc và Hoa Kỳ có những cái sự mà nguy hiểm ở tại Biển Đông. Thì Hoa Kỳ đã đề nghị Trung Quốc có một sự đàm phán ngồi vào bàn
hội nghị để giảm bớt những cái sự căng thẳng và nguy hiểm như vậy thì Trung Quốc đã từ chối. Tại sao Trung Quốc từ chối? Bởi vì Trung Quốc cho rằng cái Biển Đông nó thuộc về của Trung Quốc, và Trung Quốc đã rất nhiều lần đã tìm mọi cách để đẩy Hoa Kỳ ra khỏi vùng Biển Đông. Cái chuyện mà chúng ta biết được là giữa Trung Quốc và các quốc gia Đông Á đã có những cái nỗ lực để mà làm thế nào tạo một cái thế cho Trung Quốc ở tại Biển Đông bằng cách là muốn là các quốc gia Đông Á phải hợp tác với Trung Quốc trong vấn đề an ninh cũng như là khai thác ở Biển Đông, mà không cho phép bất kỳ các quốc gia nào ngoài cái khu vực đến khai thác ở đây. Thì đây là một cái chủ trương mà chúng ta thấy nó đã xảy ra từ 2007 cho đến ngày hôm nay, nó liên tục như vậy, và cũng như sự mà phát triển các cái đảo nhân tạo tạo thành những căn cứ quân sự ở đó, nó đều nằm trong vùng đấy cái đó. Và khi mà Trung Quốc đang bị có những cái sự bao vây như vậy thì Trung Quốc phải phá vòng vây, và phá vòng vây đó nó tạo nên một cái sự xung đột, và cái hai cái thế lực đối đầu lưỡng cực sẽ xảy ra ở trên thế giới trong thời gian sắp tới, mà chúng ta đã nhìn thấy rõ là giữa độc tài và dân chủ đang có một sự đối đầu rất là căng thẳng. Riêng về cái mặt trận tại Đông Âu đó, thì chúng ta thấy một cái điều như thế này. Tại sao Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu không viện trợ mạnh mẽ cho Ukraine các vũ khí tối tân, mà chỉ từng bước một gia tăng cái vũ khí tối tân đó từng giai đoạn một? Vậy mục tiêu nó là cái gì? Một số nhà phân tích cho rằng là mục tiêu là Hoa Kỳ cũng như Âu Châu muốn làm cho Nga bị suy giảm, yếu đi bằng cách dùng Ukraine để mà kéo giãn cái cuộc chiến tranh này, và kéo giãn, càng kéo giãn cuộc chiến tranh thì Nga càng phải tiêu hao lực lượng, và với cái cấm vận của Hoa Kỳ và Âu Châu nó sẽ làm cho Nga kiệt quệ, và Nga kiệt quệ thì nó sẽ làm cho cái liên minh giữa Nga và Trung Quốc nó cũng sẽ yếu đi, và khi Mỹ, Nga, Trung Quốc yếu đi thì cái việc mà kiềm chế Trung Quốc nó dễ dàng hơn. Cái đó là cái mà theo tôi nghĩ cái mục tiêu của Hoa Kỳ và các quốc gia Âu Châu trong trận chiến ở Đông Âu, nó rõ ràng là muốn kéo giãn Nga, tạo sự suy yếu của Nga để mà tạo sự suy yếu của liên minh Nga Trung, và sự suy yếu liên minh Nga Trung đó cũng ảnh hưởng cả cái vùng châu Á Thái Bình Dương. Không biết anh có nghĩ như vậy không? Dạ vâng, về mặt chiến lược đó, thật sự đó anh em mình có cái tầm nhìn làm sao bằng các chiến lược gia của Hoa Kỳ. Họ khi họ bước một bước đi đó, họ có một cái tập hợp, họ là những cái trí tuệ để mà có thể đưa ra cái chiến lược chứ không phải một cá nhân. Do đó họ phải suy nghĩ rất kỹ. Và chúng ta thấy cuộc chiến ở Nga, Ukraine đó, thì chúng ta thấy họ rất là nhỏ giọt. Họ cũng thăm dò, ví dụ như Putin này thì nói rằng là nếu mà mấy ông giúp cho Ukraine đó, thì chúng tôi sẽ có trả đũa và đây là cuộc chiến tranh chính thức. Thì nghe Putin nói thì lúc đầu họ cũng ngần ngại, nhưng mà từ từ họ leo thang thì họ thấy Putin chỉ nói bằng miệng thôi chứ không có dám làm gì hết. Nghe anh thấy không? Ví dụ như là mới đây đó thì có 200 quân nhân của Ukraine đã tới ở tiểu bang Oklahoma để huấn luyện về cái vấn đề sử dụng của dòng hỏa tiễn Patriot. Thì chúng ta thấy là ở bên Nga họ nói là như vậy là Mỹ đã can thiệp vào cuộc chiến, nhưng mà Mỹ họ họ đâu có nói gì, tức là họ thăm dò cái phản ứng của Nga nó như thế nào. Đôi khi giữa Putin thì nói mạnh miệng lắm nhưng mà không, hoặc là ví dụ như ông nói là Thụy Điển và Phần Lan khi mà gia nhập vào NATO đó thì sẽ có phản ứng ngay đe dọa người ta, nhưng mà cuối cùng rồi cũng đâu có làm gì. Bây giờ thì cả hai nước này sắp sửa sẽ là thành viên của NATO rồi, anh em. Cho nên một mặt á, là họ qua họ thăm dò, và một mặt họ leo thang từ từ qua thử cái vũ khí của Nga họ sử dụng tới mức nào. Và anh thấy qua cuộc chiến đó thì cả thế giới đều nhìn vào con mắt để quan sát cái vũ khí
cái lực lượng mà chiến đấu ở ở Ukraine. Anh thấy rồi, mới đầu có 3 tháng thôi mà ở bên Ukraine đã phải thay thế mà tướng lãnh rồi. Đầu tiên đó là đưa ông Suro Viking, là cái ông này đó, là một đại tướng của không quân, ông này thứ dữ lắm, nghĩa là rất là dã man. Nhưng mà đưa qua 3 tháng thì anh thấy vừa rồi ông có áp dụng là phá hủy hạ tầng cơ sở điện nước, tức là phá hoại cho người dân đó, nó nhưng mà cuối cùng không tạo ra một cái kịch bản nào mà nổi bật được, à cho nên bị thua hoài. Bây giờ họ phải đưa một cái ông là chỉ huy lực lượng vũ trang của Nga, là ông Gerasimov thì thay thế. Cái điều đó nó cho thấy gì? Tướng lãnh của Nga đã bị khó khăn, và cái tài lãnh đạo đó, để độc tài thì có nhưng mà tài lãnh đạo không có. Một quân đội của Ukraine là rất là 43 triệu dân thôi, họ không có vũ khí mà họ chiến đấu qua tháng 11 rồi, thì thấy rõ ràng là bây giờ thay thay ngựa giữa dòng. Cái điều đó cho thấy là Nga bị lung túng, bởi vì họ muốn tìm một sự chiến thắng nào đó để họ gỡ gạc, nhưng mà chúng ta cũng không thấy cái sự chiến thắng. Bây giờ muốn hỏi với anh Đặng Quốc Việt đó, trong cái cuộc gặp mà 2+2 đó giữa hai vị ngoại trưởng quốc phòng của Nhật và của Mỹ đó, thì chúng ta thấy họ nói là Mỹ và Nhật cần phải hợp tác chặt chẽ trước một cái kịch bản mà có thể xả ra, đang xả ra cận kề. Họ dùng chữ đang nha, đang xả ra cận kề, tức là sắp tới rồi đó. À, như vậy họ đánh giá như vậy, và họ nói là trong khi đó họ nói là Hoa Kỳ và Nhật chưa có lúc nào mà gọi là đoàn kết như bây giờ, và đây là một thách thức lớn và một chiến lược mà Hoa Kỳ và Nhật cần phải áp dụng chung. Họ đưa ra cái thông báo vào ngày 11 tháng 1, tức là hai vị 2+2 gặp nhau ở Washington DC. Muốn câu hỏi với anh Đặng Quốc Việt là tại sao họ cái kịch bản đã cận kề, tức là ý nói là sát nách rồi đó, anh không chuẩn bị là sát nách rồi đó. Đây là cái báo hiệu để cho các nước dân chủ tự do cần phải có một cái thái độ, cần phải đoàn kết. Vì vậy ông đi một vòng ở Âu Châu, ở trong G7, và rồi cuối cùng gặp nhau ở Mỹ để mà đưa ra một cái chiến lược. Thì bây giờ là anh nhận định như thế nào? Họ cho rằng là chiến lược, một kịch bản có thể xảy ra cận kề, thưa anh. À, điều đó có lẽ là chính xác đây, bởi vì trong cái thời gian vừa qua đó, chúng ta thấy cái sự gia tăng của Trung Quốc rất mạnh trên cái lĩnh vực về quân sự, và không những họ không lùi bước trước những cái vòng vây giữa các quốc gia Tây phương, và cái sự kiện mà Trung Quốc từ chối đàm phán quân sự để giảm xung đột với Hoa Kỳ, nó là một minh chứng là họ không e sợ, họ chấp nhận một sự đối đầu. Và sự đối đầu đó chúng ta thấy rất rõ ở tại Biển Đông, là cái vùng cái gọi là quyền lực cốt lõi của Trung Quốc, và cái quyền lực cốt lõi đó đang bị các quốc gia Tây phương đe dọa tới bằng cách phủ nhận qua cái phán quyết của Tòa án Quốc tế 2016 của Lê Tân, là phủ nhận cái quyền của Trung Quốc ở tại đó. Và vấn đề thứ hai là vấn đề Đài Loan. Đài Loan nó là một cái lãnh thổ mà đối với Trung Quốc nó cần phải thu về, và đây với đặc biệt với Tập Cận Bình là phải quyết tâm thu về, và họ là chấp nhận có thể sử dụng cả quân vũ lực. Và trong cái thời gian từ 2019 2021, khi mà sau cái cuộc viếng thăm của Chủ tịch Hạ viện Pennsylvania và Chủ tịch Hạ viện của Hoa Kỳ ấy, thì Trung Quốc đã thay đổi cái nguyên trạng ở tại eo biển Đài Loan bằng cách là gia tăng các hoạt động và sáu mặt thực tập hải lực và không lực xung quanh Đài Loan, và biến cái vùng và nhân dạng vùng không mà từ trước Trung Quốc và Đài Loan cũng đã có những một cái từ mà gọi là không có văn bản nhưng mà cùng coi như chấp nhận, thì ngày hôm nay cái vùng đó Trung Quốc coi như là không có, và cái vùng trung tuyến đó và họ vẫn đi vào trong cái vùng trung tuyến không những một lần hai lần và hầu như, và cái sự gia tăng rất là mạnh mẽ. Thì rõ ràng nếu mà
Trung Quốc đánh chiếm Đài Loan thì cái điều gì sẽ xảy ra? Hoa Kỳ có tham dự hay không? Nhật Bản có tham dự hay không? Và cái điều này có thể người ta kể cả các tướng của Hoa Kỳ, cựu tư lệnh của lực lượng Thái Bình Dương cũng đã tiên đoán là Trung Quốc sẽ thâm lăng. Thì hơn nữa là cái sự kiện mà Bắc Hàn, chúng ta thấy Bắc Hàn với một cái lực lượng về hỏa tiễn rất là hùng hậu. Họ có hỏa tiễn ngắn nhất là một bắn đi 1.500 km, rồi hỏa tiễn bắn đi 1.900 km, hỏa tiễn bắn đi 2.000 km, hỏa tiễn bắn 4.000 km, hỏa tiễn bắn 4.500 km, hỏa tiễn bắn đến 10.400 km và hỏa tiễn bắn tới 13.000 km. 13.000 km thì nó có thể tấn công thẳng cả Hoa Kỳ nữa. Và cái điều đó đang tạo nên một cái sự đe dọa mà trước mắt đối với các quốc gia ở tại vùng Đông Á và đặc biệt là Nhật Bản và Nam Hàn. Thì vì vậy mà cái sự kiện các bộ trưởng quốc phòng ngoại giao của hai bên Nhật và Mỹ họp với nhau đứng trước cái tình trạng mà đe dọa mà có thể xảy ra những cái biến chuyển lớn ở tại Thái Bình Dương, thì cái sự kiện mà gia tăng quốc phòng, gia tăng sự liên kết là một điều cần thiết. Nhưng có điều mà chúng ta thấy là người dân Nhật không muốn có sự hiện diện của quân đội Mỹ và họ đã phản đối rất là nhiều. Họ muốn là Hoa Kỳ không, binh lính Hoa Kỳ không hiện diện ở cái đất của Nhật Bản. Thì điều này nó có phải là một sự trái ngược không? Trong khi Hoa Kỳ là cái dù để che chắn cho Nhật Bản từ trước đến nay, nhưng mà người dân thì lại muốn là các căn cứ Hoa Kỳ không được hiện diện ở ở trên Nhật, trên các đảo của Nhật. Thì anh nghĩ như thế nào, sự trái ngược như thế này? Dạ vâng, thường thường thì ở đâu cũng vậy, sau khi mà Nhật Bản bị hai quả bom nguyên tử Hiroshima và Nagasaki đó, thì họ thấy cái thảm cảnh họ rất là sợ. Và kể từ đệ nhị thế chiến tới giờ đó, thì Nhật sống trong cái dù của Mỹ, họ yên ổn. Và lúc bấy giờ thì Trung Cộng có hung hăng, nhưng mà hung hăng trong nội bộ của Trung Quốc chứ chưa có đi ra ngoài nhiều. Và bước vào thế kỷ 21 đó, thì chúng ta thấy là cách đây khoảng 10 năm đó thì Trung Quốc mới nghĩ ra cái vấn đề lập những cái tiền đồ quân sự ở đảo và hai hòn đảo Trường Sa và Hoàng Sa, và mới nó nói tới cái tình trạng là muốn thống lãnh, muốn chiếm đoạt Đài Loan qua các cái sự kiện đó. Thì họ phải hung hăng như vậy thì không không lấy làm lạ, là vì anh biết sao không, Tập Cận Bình và lãnh đạo của các quốc gia như là Putin luôn luôn là cứ nói là Tây Phương muốn khống chế, muốn xóa sổ của Nga trên cái bản đồ thế giới. Và bây giờ Tập Cận Bình cũng đưa ra loại tuyên bố đó là Mỹ và các cái nước cũng muốn xóa bản đồ của Trung Quốc trên thế giới, cho nên họ kích động cái tinh thần tự ái của người dân. Và bây giờ trở lại người Nhật thì sau khi họ thấy yên lặng một thời gian, tức là hơn nửa thế kỷ rồi, chúng anh thấy không, từ 45 cho tới 2010, nhưng mà bây giờ người dân Nhật họ không có ngần ngại về cái vấn đề đó. Anh dân Nhật là anh biết mà cảm tứ quân của họ mà rất là dữ, nhưng mà ở đâu cũng có thành phần phản chiến, thành phần thân Trung Quốc, làm ăn với Trung Quốc cũng có thôi, nhưng mà đó là số ít. Và bây giờ đó, qua các cái sự kiện mà đe dọa cái nền an ninh của Nhật, thấy rõ đó là Bắc Hàn đã bắn các cái quả tiễn đó đi vào ở trong biển của Nhật Bản, cho nên họ thấy đe dọa. Và khi họ thấy đe dọa thì họ lo. Rồi anh thấy cái bài hát mà Nga xâm lăng Ukraine không? Trước đây có ai nghĩ như Âu Châu họ có bao giờ nghĩ chiến tranh xảy ra đâu, nhưng mà Nga họ vẫn xâm lăng. Và chính vì Nga xâm lăng đâu mà các nước mà ở trong khối Liên bang Xô Viết cũ mà họ tách ra độc lập đó, bây giờ họ xin gia nhập vào NATO và EU là cái lý do họ được bảo vệ. Bây giờ trở lại với Nhật, Nhật bây giờ gia tăng ngân sách quốc phòng, lúc đầu đó thì người ta không đồng ý, nhưng mà dần dà người ta hiểu rồi, trước cái sự lớn mạnh và khống chế của Trung Cộng muốn tái lập trật tự của thế giới, muốn vẽ lại tất cả những cái định chế đó, thì người ta bắt đầu quan tâm đó. Họ bắt đầu quan tâm từ đó. Bây giờ mình thảo luận, mình cứ nói rằng Trung Cộng họ muốn như vậy, nhưng mà tại sao mình không phản ứng,
thảo luận một cái chuyện khác lại là thế này. Qua cái bài học mà Nga xâm lăng Ukraine thì rõ ràng là Nga tự cầm súng bắn vào chân mình. Tại sao? Một cái nền kinh tế như vậy đó là nhờ nhờ vào năng lượng. Mà bây giờ các nước Âu Châu họ không cần năng lượng nữa, họ đi mua năng lượng xứ khác, tức là anh bỏ đi cái thị trường. Nga đã kiệt quệ về cái vấn đề năng lượng. Rồi Nga bây giờ bị các nước Tây phương làm cái giá giá trần, tức là họ định cái giá thôi. Và họ định cái giá như vậy thì Nga mất đi mỗi thùng dầu như vậy khoảng 10 gần 20 đô la. Anh thấy họ thiệt hại không? Cho nên thiệt hại. Và chính vì cái yếu tố đó mà chiến trường của Nga đó, xâm lăng đó mà không địch nổi với một nước 43 triệu dân. Thì rõ ràng là cái bài học này tại sao anh không nghĩ ngược lại là dân Trung Cộng hay là tập đoàn của Trung Cộng đó, Cộng sản đó, họ phải giữ lại tại sao mình không trong một cái sân chơi mình chơi rất là hòa bình và tự do phát triển. Trước đây là Nhật và là kẻ thù của Mỹ, anh đúng không? Nhưng mà sau khi đó Nhật họ đi vào thế giới dân chủ rồi thì họ làm ăn rất đàng hoàng, bây giờ trở thành một partner rất là thân thiết, cần cái gì họ giúp đỡ. Bây giờ ví dụ như bên Anh có thể tàu của bên Anh tới qua hoạt động ở trên đất của Nhật, và Nhật có thể hoạt động trên đất của người Anh, tức là trong cái thể chế tự do họ liên kết với nhau. Cái câu hỏi đặt ra là tại sao Tập Cận Bình cứ nghĩ hung hăng như vậy, tại sao mình không tôn trọng cái luật lệ để sân chơi để mình phát triển trở thành một quốc gia giàu có. Và trong cái cuộc hội nghị 2 cộng 2 đó thì họ cảnh báo rằng trong 15 năm và tới 20 năm vừa qua đó là Trung Cộng hung hăng muốn vẽ lại cái trật tự thế giới, muốn khống chế tất cả ở Biển Đông. Thì hai đây là hai cái nghịch lý. Cái bài học của Ukraine làm cho Trung Cộng họ theo dõi, họ cái thôi mình cứ đàng hoàng chơi đàng hoàng, mình phát triển quốc gia, dân mình dân giàu nước mạnh. Nhưng mà anh nghĩ sao về vấn đề này? À, thưa anh thì có đồng tiền có hai mặt, và thực tế là những cái sự kiện mà chúng ta bàn thảo với nhau nó chỉ mới là một mặt. Một cái mặt khác nữa chúng ta cũng phải thấy là chẳng hạn như cái cuộc chiến của Nga và Ukraine, thì Nga cảm nhận thấy sự đe dọa đến cái sự tồn tại của cái thể chế của Putin ở tại Liên Xô, và chính vì vậy mà họ đã có những cái nỗ lực để vận động. Thứ nhất là trung lập hóa Ukraine, để mà nó có một cái gọi là cái trái độ giữa khối Âu Châu NATO và đối với Nga. Nhưng mà cái điều đó nó đã không thành công. Và sau cái cuộc chiến 2014 Nga chiếm Crimea thì Hoa Kỳ và các quốc gia Tây phương đã tìm một cách ảnh hưởng rất lớn đến cái thể chế chính trị tại Ukraine và đưa đến sự kiện là huấn luyện và gia tăng cái sức mạnh về quân sự cho Ukraine. Người ta nói đến cái hiệp ước Minsk thì ngay cái bà thủ tướng Đức bà cũng nói đây đây là một cái hiệp ước để kéo dài thời gian cho Ukraine được trang bị. Thì rõ ràng đó là những cái tính toán, và Nga đứng trước những cái tính toán mà có bất lợi cho mình, thành thử ra Nga đã phải bắt buộc mở một cái trận chiến. Thì nhìn về phía Trung Cộng cũng cũng ở tại Biển Đông, chúng ta cũng thấy có những cái điểm mà chúng ta thấy rất rõ là ngày hôm nay chính vì cái sự mà đối diện một cách không ôn hòa mà Tập Cận Bình chủ trương đó, nó đã tạo nên những cái sự căng thẳng. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy là các quốc gia Tây phương đang còn dồn nỗ lực để mà tạo một cái vị trí chiến lược và là một cái mũi tên để ngăn cản Trung Quốc chiếm đoạt Đài Loan. Sự mà liên tục các cái phái đoàn các cấp quốc gia của Tây phương đến cũng như là của Hoa Kỳ đấy, và sự gia tăng những cái hợp tác và về quân sự, cái điều đó nó cũng là một đe dọa cho Trung Quốc nhé. Thành ra khi mà chúng ta thấy là cả hai phía tất cả nó đặt ở cái quyền lợi nào bị đe dọa thì bên đó sẽ phải
đối đầu trở lại. Và chính vì vậy mà thế giới lúc nào cũng bất ổn là như thế. Tôi nghĩ là như vậy, không biết anh có đồng ý hay không. Dạ, cái đó cũng là một cái lý luận để em cần thấy để mà dung hòa, bởi vì chúng ta nhìn mặt này nhìn mặt kia để gửi đến quý khán giả dưới nhiều khía cạnh khác nhau. Một mặt là mình phải nêu lên Tập Cận Bình hay Putin đặt cái quyền lợi là cái ghế ngồi của mình cho lâu dài chứ không đặt quyền lợi của quốc gia. Nếu mà một người nghĩ tới quyền lợi quốc gia như các thể chế dân chủ đó thì họ phải tôn trọng cái người dân. Nhưng mà đằng này có cái chế độ độc tài đó, làm sao mình ngồi càng lâu càng tốt, dân đó mặt đó ở dân làm sao để mà cai trị độc tài để có tiếng nói mình có hữu hiệu. Tập Cận Bình cũng như Putin đều giống nhau ở điều đó, cho nên dưới cái con mắt của những nhà độc tài thì họ muốn thôn tính và họ luôn luôn họ gửi ra bên ngoài để cho người dân có khó khăn gì người dân cũng chấp nhận. Đó là cái điều mà trung cảm có chế độ độc tài họ muốn vậy. Thì thưa anh, cũng như là gần đây qua cái zero covid để dân chúng chết mà anh nổi đến nỗi đó ở Mỹ này, hằng ngày trước khi cái vụ mà covid 19 chết xảy ra đó thì anh thấy người ta công bố hàng ngày có bao nhiêu người chết và tổng số người chết là bao nhiêu, rất là minh bạch ha, minh bạch. Trong khi đó ở trong cảm đó, tới giờ phút này dân chúng chết rất là nhiều, người ta quay lại những cái video cho thấy là các cái nhà xác đó là xe tập trung rất là dài nhưng mà họ báo cáo chỉ có một hai người chết thôi. Tức là dưới một chế độ độc tài họ luôn luôn đưa ra là bưng bít như vậy mới tồn tại họ. Tại sao cái bệnh dịch là cái bệnh nó đâu phải của ông Tập Cận Bình làm, thì dịch thì nó chết thì mình công bố cho đàng hoàng cho thế giới biết, đến nỗi cơ quan y tế quốc tế của Liên Hiệp Quốc đề nghị là phải minh bạch, trung cảm cũng không cho. Chứ chế độ độc tài họ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì chương trình của chúng ta cũng dài rồi, đủ thấy là cái học thuyết mà Nhật đưa ra mà là cái học thuyết mới đó là phải bảo vệ các nước liên kết với nhau để chống lại mà cái kịch bản họ có thể xả ra cận kề mình không biết lúc nào. Bây giờ mình trở lại Việt Nam một chút xíu trước khi mình chấm dứt chương trình. Thưa anh, trong những cái tin, đây là tin không chính thức, thành chúng tôi đưa tin một cách rất là dài dặc. Cái tin này theo blogger Nguyễn Hương Trà, chúng ta biết là Nguyễn Hương Trà đó là blogger này, họ đưa tin đó họ khá chính xác, dường như họ có gần gũi với chính quyền ở trong nước, họ biết rất là chính xác, cho nên họ đưa ra họ nói rằng ông Nguyễn Xuân Phúc đó sắp bị tha thế trong cái dịp Tết này. Dịp Tết xảy ra ngày 22 tháng 1 thì họ nói là sẽ bị tha thế, mình không biết. Bà viết bóng gió nhưng mà giống như vậy. Trong khi đó một Facebooker là ông Hoàng Dũng ở trong nước đó, thì ông còn nói rõ hơn, ông đi vào chi tiết rõ hơn là ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ bị tha thế trước Tết, và ông còn cho cái người mà tha thế lên chức chủ tịch đó là ông Tô Lâm, tức là Bộ trưởng Bộ Công an. Cái điều này đó người ta kiểm chứng lại thì sau khi mà cái ngày ngày 13, tức là ngày hôm nay là 14, tức là ngày 13 ngày hôm qua ở hôm 13 của mình thì trong nước đã 14 rồi, thì ông Hoàng Dũng đó họ tìm không thấy nữa. Ông là một Facebooker thì mình không biết hư thực như thế nào, và chúng tôi đưa tin này rất là dè dặt bởi vì trước đây đó anh Việt và chúng tôi có nhắc lại đó cái vụ mà Việt Á đó, thì người ta cho rằng là dính dáng rất là nhiều tới người vợ của ông Nguyễn Xuân Phúc, tức là bà Nguyễn Xuân Phúc đó. Rồi cái vụ án mới xảy ra, chúng tôi quay cái công ty đi, là con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc nữa có dính dáng trong cái vụ án mà sắp bị bắt, đã bị bắt hay là sắp bị bắt gì đó là họ đã nêu lên rồi, thì có dính dáng tới con gái của ông Nguyễn Xuân Phúc. Thì có lẽ do những cái yếu tố này mà ông Nguyễn Xuân Phúc có thể bị treo chán chăng, mình không biết. Cho nên cái vấn đề mà sẽ cũng nhắc lại là ông Nguyễn Xuân Phúc đã từng làm thủ tướng từ năm 2016 tới 2021 và sau đó thì được tha thế của ông Phạm Minh Chính và ông lên làm chức chủ tịch. Nhưng mà chức chủ tịch thì ngồi chơi sơ nước rồi, nhưng mà mấy người này đó trong cái tứ trụ đó là thủ tướng, chủ tịch quốc hội, chủ tịch nhà nước và tổng bí thư, thì mấy ông này thích lắm, là thích ngồi đó. Nhưng mà ông Nguyễn Xuân Phúc có thể là tới cái thời kỳ không còn may mắn nữa bởi vì ông đã dính dáng tới một vụ án tham nhũng, thì chúng ta chờ xem thử kết quả trong những ngày tới như thế nào. Hiện tại tin của nhà nước cũng như tin của các hãng thông tấn đó thì chúng tôi chưa thấy, chúng tôi chỉ loan tin với cái blogger của Nguyễn Hương Trà với ông Hoàng Dũng thôi. Thì xin anh Việt có thể kết thúc chương trình thưa anh. Thưa anh, thì cái tình hình chính trị của nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam
qua cái gọi là đút lò của Nguyễn Phú Trọng, nó đã thấy rõ một cái đảng nó bị mục nát rồi. Từ phó thủ tướng rồi các bộ trưởng và đến ngày nay là đến cả chủ tịch nước nữa, lần lượt có thể sẽ ra đi, mà ngay cả một số anh Phạm Minh Chính, thủ tướng Phạm Minh Chính cũng có thể sẽ bị thanh toán ra đi. Thành ra đây là cái thời kỳ người ta bảo là một cái đảng có một cái thời kỳ cực thịnh của nó, và đến cái thời kỳ có quyền có hành có lợi thì bắt đầu sa đọa, và đến cái thời kỳ mục nát. Và dù có cố gắng nữa thế nào đi chăng nữa, ông Nguyễn Phú Trọng muốn cứu cái đảng ấy chứ nữa thì nó cũng sẽ không thể nào thành công. Cái còn lại là nó sẽ đi về đâu, thì cái đi về đâu đó là người dân Việt Nam sẽ quyết định nó sẽ đi về đâu, chứ đừng chờ đợi cái đảng này nó thay đổi đâu, tại vì nó cũng sẽ cố bám trụ để mà giữ được cái quyền lực của nó. Nhưng mà khi mà đã mục nát rồi đó thì cái quyền lực đó nó có sẽ bị suy yếu, khi suy yếu thì tất cả những cái trụ để bảo vệ cái đảng đó nó cũng sẽ bị xói mòn, và người dân sẽ có cơ hội để đứng lên. Thì đó là cái, nếu mà cái điều đó xảy ra năm năm mới thì đây là sự may mắn cho dân tộc Việt Nam. Đây. Chúng tôi muốn thêm vào anh Đặng Quốc Việt đó là anh Đặng Quốc Việt nó bình thường cái sự kiện nó xảy ra trong nước thôi, nhưng mà cái sự kiện này hôm nay nó tác dụng trên toàn thế giới qua cái sự kiện mà Nga xâm lăng Ukraine rồi Nhật liên đới với nhiều quốc gia để chuẩn bị đối phó với cái kịch bản mà Trung Quốc có thể là cuộc chiến rất cận kề nữa. Thế giới ngày hôm nay nó thay đổi rất là nhanh, như là ông Phạm Minh Chính nói đó, tức là Thủ tướng Cộng sản nói đó, là chúng ta đứng về lẽ phải, đúng, chúng ta đứng về lẽ phải, nhưng mà chúng ta không đứng về bên phía độc lại, bởi vì đây là cái xu hướng mà có thể những người lãnh đạo họ cũng nhìn thấy. Bởi vì nếu mà qua các cái cuộc chiến đó, quý vị thấy đó là phe dân chủ trên thế giới họ liên kết với nhau và họ có đồng minh. Ví dụ như là cuộc chiến Nga xâm lăng Ukraine thì cuối cùng đồng minh của Nga là ai? Chúng ta thấy là Ukraine và Bắc Hà. Còn Trung Quốc á, thì nó đồng minh trên danh nghĩa nhưng mà Trung Quốc rất là khôn, rất là điếm nữa. Họ liên minh trên giấy tờ nhưng mà thật sự đó, họ dè dặt, bởi vì cái nền kinh tế của Trung Quốc nó lệ thuộc vào Mỹ và các nước Âu Châu nhiều hơn là nhiều nhiều hơn là Nga. Cho nên vì vậy cho nên họ nói, anh thấy cái sự viện trợ ngắn ngần thì mình không biết, nhưng mà trên viện trợ công khai đó thì chúng ta Trung Quốc rất là đáng đo cân nhắc, bởi vì không để mất cái nền kinh tế, cái thị trường của Âu Châu và cái thị trường của Mỹ. Cái điều đó rất rõ ràng. Do đó đó mà Việt Nam hay các nước đó cần phải nhìn cái tầm nhìn để thấy giống như Ukraine. Ukraine là một quốc gia rất nhỏ, tại sao trong cuộc chiến đó họ được sự thương yêu của toàn thế giới? Họ được kính trọng của ông Zelensky là một người anh hùng của thế giới, mà trong tạp chí Time để ông là hình bìa người nổi tiếng và một người của thế giới. Thì cái điều đó cho thấy là chỉ có đất nước và dân tộc, chỉ có con người bảo vệ quyền lợi của đất nước và dân tộc thì được mọi người trên thế giới kính trọng. Còn anh bảo vệ cái đảng phái, anh chỉ ngồi trên đó anh dựa vào quyền lực để mà anh tham nhũng, anh nghĩa là mua quan bán nước, thì cái chuyện đó nó không tồn tại. Nó chỉ tồn tại một thời gian ngắn, nhưng mà về lâu dài cái di sản đó không có ghi lại gì trong lịch sử của dân tộc Việt Nam của chúng ta. Còn lại đó là cái lịch sử đó, nếu anh đặt cái quyền lợi của dân tộc lên trên hết. Đến đây thì chúng tôi và anh Đặng Quốc Việt xin kết thúc chương trình và xin kính chào quý vị và xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật là bình an, và cũng mong quý vị nhắc nhở quý vị ủng hộ chúng tôi bằng cách quý vị subscribe, like và share chương trình cho bạn bè và thân hữu. Chúng tôi xin kính chào, mời anh Đặng Quốc Việt. Dạ vâng, rất hết những cái chào hàng bách và kính chào tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình. Cái câu cuối cùng của tôi đó nói là nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, Việt Nam làm thế cho độc tài, đáng trị độc tài toàn diện, thì nó sẽ chọn một thể chế độc tài để cùng làm liên minh của nó. Thành ra nó không có lẽ phải, thưa anh.